Tối ngày 6 tháng 4, V-League trở lại. Đáng chú ý ở vòng 4 là trận derby Sài Gòn FC và Thành phố Hồ Chí Minh FC. Trước cuộc đụng độ này, đội bóng của luyện viên Nguyễn Thành Công đang có được lực lượng mạnh nhất, cùng với đó là tâm lý thoải mái sau trận thắng hủy diệt 6-1 trước Bình Định ở Cúp Quốc gia. Thế nhưng huấn luyện viên người Nghệ An vẫn đánh giá rất cao đối thủ. Chắc là với trận đấu này thì chúng tôi đầy đủ lực lượng. Trải qua mấy cái trận đấu của thành phố ấy, thì tôi ấn tượng về cầu thủ ngoại của họ. Nhưng mà đến hết là tôi đánh giá là cái tinh thần thi đấu của họ, tập thể rất cao. Ở buổi tập trước trận, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chỉ để cho các cầu thủ tập nhẹ và thực hiện những pha đá phạt hàng rào. Theo ông, nhiệm vụ của Ngọc Duy và các đồng đội không chỉ là giành chiến thắng trước đội đầu bảng Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Chúng tôi làm bóng đá không phải là vì một thời điểm. Chúng tôi muốn làm bóng đá một cách lâu dài và chúng tôi hướng đến cái tình cảm của khán giả nhiều hơn. Nên là mục tiêu của chúng tôi là mang tính chất cống hiến để lôi kéo khán giả đến với sân vận động Thống Nhất nhiều hơn. Trận derby Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào 19 giờ thứ bảy ngày 6 tháng 4 tại sân vận động Thống Nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.